có ý tưởng làm cái cúp là xuất phát từ niềm đam mê bóng đá. Không những tôi mà cả nhà tôi đều mê bóng đá. Thì mới ban đầu là tôi chỉ có ý tưởng là không mang tính chất kinh doanh, mà cái ý tưởng của tôi là để làm để thỏa niềm đam mê bóng đá và để tặng cho bạn bè thôi. Hôm nay mình đến đây mình mua chiếc cúp này để trang trí và cổ vũ cho đội bóng mình thích, đó là đội tuyển Đức. Và một phần nữa là mình khi mình cầm chiếc cúp trên tay thì mình cảm giác nó như là một nhà vô địch thật sự.